Các bạn muốn nạp Robux, hãy truy cập chùm robux.com, nơi nạp Robux cực kỳ uy tín, giá rẻ cùng với vòng xoay may mắn để có cơ hội nổ hũ như Vami nha. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hi, xin chào mọi người, mình là Anh Quân. Mình là Bóng Bóng. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay cái game này sẽ chơi Roblox Sleep Block. Đấy, thì đây là cái game mà nó khá là giống với cái trò mà Fall Guys đang hot trên mạng nha mọi người. Đúng rồi. Những ai mà không biết thì... anh, ủ đạn, nào đạp tao. Những ai mà không biết thì để mua Fall Guys thì mọi người có thể vô game này để mà chơi trải nghiệm. Đấy. Đúng rồi, cái này có đạp nữa, ghét thì chứ các bạn. Ôi cái này là mỗi lần các bạn ấy là nó sẽ cho các bạn đi lại nha. Tao đi lại đâu, không đi lại đâu. Cho đi lại, cho đi lại em ơi. Ai sao lưng anh ông vậy không hả? Chết mà em, mày đã bắt anh chết rồi. Vô đây. Vô đây. Trời ơi, chết. Khoai vô. Để hai đứa kia coi. Té chết, đúng rồi, thấy chưa? Em đưa ra. Có gì vừa đụng với banh chết nữa hả? Sao còn lao vậy? Ừ. Đây, AWBD phải mua nít. Bị chết rồi, đẩy ra cái lobby luôn mà. Bộ Bảo, tao bị đứng ở nhà Bảo, kia ở đâu? Đây là lobby. Mày thấy tao đứng đây là hiểu rồi đó. Ở và bị cởi kìa, vô. Sao về nhất? Ủa là sao? Ủa là nhảy cái màu xanh đó đầu win nữa hả? Trời lũ đạn đâu bay. Tao đứng lại tao đợi đấy chưa. Làm tao tưởng đâu có cho banh nó rớt xuống rồi tụi bay né. Vì tao lại tao né chung lũ đạn hai mày. Á cái thứ gì vậy. Các bạn không cảm nhau mình chưa cho phone ra nên mình cũng chẳng biết giờ mình mới chơi. Đúng rồi. Nói chung là cái phone ra này là phải mua cái 200 mấy, gần 200 ngàn gì đó quên rồi. Nói chung là mua xong mới chơi được hả? Nhưng mà game đó rất nhiều hack lắm, có mấy hack nữa. Ủa có hack hả? Hack luôn rồi, nhanh vậy? Nó hack bay với lại nó hack chặn nhanh nữa. Vãi, chơi gì ai chơi lại trời, thiệt. Rồi vô kìa. Vô. Hãy sử dụng cái kiểu wow. Bắt con cua của bạn để mà leo lên những cái này để tránh bị rớt. Cái này là sẽ bị bóp nhiều lắm nè. Không, hên xui, cái này con nghĩ là không bóp nổi đâu. Tại vì bóp say đắm luôn. À, cái này là bóp say đắm, đắm say luôn đó ba, nghĩ sao vậy? Ủa, đi đâu nữa? Ôi, đó vậy đó. Rồi, rớt luôn, phải rồi. Ok. Ê, muốn lát vậy? Ok. Ok, con lên đỉnh rồi. Yeah. Ủa đi đường nào đó mày? Ủa có mình. Mày trúng cái đỏ là bị rớt xuống rồi, bật cái mình thiệt luôn. Yeah. Ủa cái đỏ là cái gì? À không phải cái đỏ đâu, cái màu xanh nó chuyển qua cái màu đỏ do em xui em đạp vô cái trúng cái gì khác thôi. Tao lên đây, à, yeah. Win. Về luôn rồi, hay quá Mami ơi. Chứ sao mày? Trời ơi. Đâu rồi, mấy đứa kia đâu rồi? Đây nó đây nè, Mami vô ngó là thấy liền luôn nè. Cool nắng đây, Bảo đang đi lên rồi, Bảo lên trước Cool rồi. Qua màu đỏ luôn em. Trời. Trời ơi, Cool ơi, sao em rung thế? Bảo rồi, Bảo vô chưa? Rồi, Bảo nó vô kìa. Rồi. Hay quá. Một phút rồi mà. Còn mỗi Cool nữa. Ừ, em cố đi. Rồi, Cool ơi. Đừng để bị bóp là được rồi. Từ thôi. Ủa, con Cool đâu mất tiêu rồi ta? Ủa, con Cool đâu? Đây. Nhiều thế. Từ thôi. Lên. Gần nó mà gần còn một đoạn nữa, nhảy qua đi cô, nhảy qua. Rồi qua màu đỏ luôn. Lên. Đó, đợi nhỏ nha. Đó, đúng rồi. Đó, cứ từ mà nhảy không có gì phải hấp tấp cả. Ba. Trời ơi, sợ ba. Má, nhỏ nó leo lên mà hai ba thằng la. À, tao có la đâu, nghĩ bỏ nó la đó. Quên. Em nói rồi, tao còn một phút máy lần mà, nhảy được mà. Trời đất ơi. Tao đẩy em hoài vậy đó. Đấy, vậy là win rồi. Win. Vô nè, bây giờ chơi vật nhau nè, vô. Quỷ bạch nó đập cái nó té rồi sao bất cười mày. Ghê chứ thiệt tình. Ui, đau. Ui, đau.
Quỷ bỏ mặt nó báo chùi tao. Rồi, rồi ok, vô chừng đây. Ok. Cậy sao, vô. Rồi, Big Brother. Rồi lại là cái quạt lũ đạn cái map hồi nãy. Cái map này quen lắm nè, cái map à, này. Cái map này quen lắm nè. Map mà quạt nè, lũ đạn cái quạt. Ê, tao đứng dưới vui lắm nha, tao đứng dưới là tao bóp thoải mái luôn á. Ờ, dám đâu bóp đâu. Bóp. Ê da. Đừng đẩy. Ai bị quýnh rồi. Ba rồi. Hết xuống mày rồi. Ok. Ờ, tao lên, tao đi trước thôi. Tao mình đến, mình hết chỗ, bảo đi bên kia luôn hả? Không. Thôi khúc này dễ mất cười lắm nè. Nó không lắc. Chứ sao mày, tranh thủ với mày. Ê ê kìa, tao bên trái mày bên phải nha kìa. Tao bên trái mày bên phải nha, khỏi trang lớn nha, thôi tao bên phải cho. Ê. Ê trời ơi. Mày đi qua bên kia. Mày đi qua là mày bỏ. Ê đừng có nhảy. Rồi ok, từ từ cái này bình tĩnh nha, chỗ này bình tĩnh nha. Nó lắc kìa, okay. Oh my god. Em bị lắc ngay cho cái quạt à. Ôi ơi, đừng có đẩy. Tụ đẻ mày hết hồn kia. Yêu thương nhau, chỗ này phải yêu thương nhau. Đánh chỗ này. Yeah, win. Tao win rồi, tao win rồi. Trời ơi, phải vậy chứ. Rồi, con té nữa rồi. Đánh luôn. Kia đang nhảy, kia đang nhảy. Tao vẫn nguyên kịp, không biết có nguyên nổi không nữa nè. Bảo rồi. À đi trước rồi, Bảo đi trước rồi. Kịp anh ơi. Bảo đang ở cái quạt nha, kia lên bóp đó kia ơi. Anh kịp không con. Bảo đang quéo, từ từ. Anh cũng lại anh luôn á. Từ Bảo ơi, từ từ, kia nó đang lên nó bóp mày đó. Rồi nhảy. Em nãy giờ nhảy vô cánh quạt là nó hơi bị đen. Đó, kia nó tới kìa, mày lẹ lẹ chứ không kia nó bóp mày bây giờ. Từ từ, trời ơi. Em ơi, anh bóp vừa anh thôi, vừa đó. Bình tĩnh. Qua đằng kia. Ta quỷ gà nó vậy. Ủa, con rồi, con về chưa? Đâu có con. Ôi vừa đâu. Ôi tao tao theo dõi nó giờ tao mấy cun. Coi hết chưa. Tao mỏi con mi nó quyền nè. Tới rồi. Phải vậy chứ. Win 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 win. Cái nó còn phong độ. Ê cái mới nè anh. Ê cái này vậy chia ra kìa. Không có chia đâu. Chút nữa nó đá mày xuống dưới để mà mày. Dưới này nhảy nè anh nhảy á. Cứ nhảy bình thường thôi. Đúng rồi. Dạ. Nên nhớ nha, cái này có bóp nha, đừng đùa. Chọn màu nữa nha. Ơi A xịn. Lũ đen đừng có đẩy. Thì yêu thương nhau nào có đồng bào. Chết đâu, cứ để nó đẩy đi, không chết đâu, khỏi lo. Trời ơi, xịn rồi. Xịn rồi, đừng đẩy. Đừng đẩy. Cái gì vậy, tôi nói là đập tao vậy. Trời ơi, nó đập một cái một té chào nhau luôn. Đó, rớt nữa rồi, đâu đúng không? Né ra, trời ơi. Cun ơi, xem đẩy anh Cun. Ê, mép rớt. Cái đầu kia rớt dưới kìa. Mấy cái màu kia nó sẽ bị mất đó. Cái màu nó... Té hết trơn luôn. Ê, cái màu nó mất kìa, bé ơi. Cái màu đỏ nó mất rồi kìa. Đi qua kia, đừng đứng bên bển. Ít ra bên này nó nhiều hơn. Ấy trời, té rồi nó đang quét tao đi kìa. No. À cũng té rồi. Rồi nó rớt kìa, qua đây kìa. Xong rồi. Chỗ này cuối cùng á, đừng có đẩy. Tao với mày yêu thương nhau, kìa ơi. Ừ, ok, đừng đẩy nha. Rồi, thanh niên có giữ yêu thương nhau luôn em ơi. Rồi, ba đứa mình yêu thương nhau nha. Trời đất ơi, thằng nhỏ té luôn rồi. Rồi kia mình tỉnh nha. Giờ cái này một là nó rớt xuống tao với mày chết chung, hai là chết chung luôn. Chứ không có chơi xấu với nhau nha, tao với mày là chơi đẹp với nhau. Ok. Trời ơi, tao yêu thương nhau lắm má ơi. Chơi thông đồng nhau luôn rồi. Bắt đầu cái này mày nó gọi là yêu thương nhau ba ơi. Ôi. Chơi thông đồng. Cái này gọi là yêu thương nhau nha các bạn. Đây lại ôm nhau cái đó. Nhà nó đẩy cho mày. Ờ tao đâu chơi dơ vậy ba, tao nói tao đàng hoàng là tao đàng hoàng. Ê còn đúng hai miếng luôn á, miếng này với miếng kia luôn á. Ừ. Hy vọng là miếng kia nó rớt trước he. Không, cỡ đây là win chắc rồi.
còn 10 giây là còn 2 miếng là win chắc rồi. Chết tao, chết tao. Đó, phải vậy chứ. 2 miếng này nó mất ta, 2 miếng này nó không mất. Chứ mất 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 còn ai win nữa. Đúng rồi, phải vậy chứ. Yeah, win. Ha ha. Ồ, tao cao điểm hơn cũng ghê chứ. Thôi, mình đánh đầu luôn, hay quá. 2-1. Trời ơi, tao bị cái vụ hồi nãy thôi chứ không tao cũng win rồi. Ô, cái mặt tao lên bảng vàng rồi. Tiệt tình. À, ê, có ai biết mua đồ nằm đâu không vậy? Shop kìa, ở dưới màu đỏ đó kìa. Nhưng mà tiền ở đâu tao không biết luôn á, tao không biết tiền nằm đâu luôn. Vô shop coi nó có hiện bảng tiền lên không? Không. Không, cái này nó mua chỉ có hiệu ứng chạy thôi. Rồi, à, fail, ok. Tao đứng ở đâu? Tao cái đứng ở chỗ nữa hả? Sao tao đứng ở trước mày nè kìa. Kìa, 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 tao với mày hợp tác nữa kìa ơi. À, hợp tác hả? À? Giống hồi okay, nãy, hợp tác giống nãy sống á, ừ. Ôi, em qua quýnh nó bảo không được kìa. Trời đất ơi, thằng nhỏ nó chơi dơ. Nó đầu qua nó quýnh bảo mới ghê. Ê, ê, đừng đứng đó mà bị chết á. Bây giờ, tao đang zoom, zoom liên tục. Trời ơi, follow me, follow me, follow me. Trời ơi, quỷ bảo. Ây, ây. Ủa, sao quỷ bảo nhanh vậy? Ở đây mọi người nơi nha, không chơi với nhau nha. Ok. Rồi. Mày vậy chứ. Ê, 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 ê. Yeah, qua được rồi. Trời ơi, trời ơi. Phải vậy chứ. Hay quá, tao chuẩn bị đi rồi. Tao tới đây tụi bay ơi, tao win hạng nhất nữa rồi tao. Á, chết mày, chết mày. Ê, đừng có chạy lên đó, ba mập chết đó, ba mập. Yeah, win hạng nhất. Vai nồi, ba mi nó vô luôn rồi kìa. Tao hạng nhất rồi, tao hạng nhất rồi. Cứ từ à, bé Kun đang đi lại từ đầu và bé Kia đang dừng tới cái chỗ mà nó mờ câm rồi các bạn. À. Trời ơi mày đừng lo, cái này là tao thua chắc. Ờ, mà màu hồng, màu hồng đúng rồi, màu hồng. Trời ơi, để nó nhảy đã. Đúng rồi, rồi nhảy lên, nhảy lên màu hồng luôn. Trời ơi, sao nhảy lên, uổng vậy. Trời ơi, mày đi vòng vòng, rồi qua đi. Rồi màu vàng nó nhúng lên luôn. Rồi, màu xanh bên đây nè, đúng rồi, nhảy lên kia, rồi qua luôn. Ok, hay lắm. Rồi chứ banh nó đi rồi mày cứ đi nước về nơi luôn nè, rồi để tao qua tao ngó một khác. Bây giờ tới đây là win rồi còn muốn gì nữa. Ủa sao đi, hòn bảo về lại rồi. Win thôi. Bảo về lại thì đâu rồi, còn Kun đâu? Hey, yeah. Kun đâu rồi em? Ok, đi rồi, đây rồi. Rồi anh Kun nó là đang về đích lại các bạn ơi. 11 giây nữa, Kun win chắc rồi Kun ơi. 9, 8, 7, 6, 5, win. Hay lắm. Mày đứng đó làm gì ba? Trời ơi, mày quá không kịp luôn. Ồ, lại nữa. Ồ, lại là nó. Lại là nó anh em à. Cái quạt hai cánh này nè, cái ghét cái quạt hai cánh luôn á. Ok. Rồi. À, tao đứng cuối nè, tao đứng cuối nè, tao bóp được. Bẹp. Vô, đi thôi các bạn ơi. Bình tĩnh nào, mới vào làm gì mà la thế. Bình tĩnh các bạn ơi. Hey, bình tĩnh nào, đừng đẩy nhau. Bởi luôn em ơi. Tao cũng đâu có đùa được. Trời, cuốn không đi luôn nè. Lũ đáng anh đi mô đờ. Ê mày, nhìn tất không, tao nhìn tao tất ghê luôn á. Anh đi nó tên gì vậy? Lũ đạn tao đang đứng nó đứng nó cạnh nó không nhảy luôn. Lũ đạn thanh niên Việt Nam Hami nha. Ôi em lớn rồi sao em bắt cái mặt đi có gì hả? Ôi nó bóp rồi từ. Lũ đạn thanh niên Hami nãy mới bóp tao. Ăn ở sao để không ba nó đứng ngay sát vách á. Mày chuẩn bị nhảy cái lặn đập mèn cá mày rớt dưới luôn lũ đạn. Vai là chứ. Nhưng không okay. Sao trời ơi ba cái đồ quỷ sao làm khó được Hami. Ôi trời ơi, cứ qua được rồi. Quên luôn. Không, có nhiều người tha lắm rồi, không phải mày nhất đâu. Nhưng mà ít ra là cũng về được trong có và được rồi. Các bạn nên đi trước và đừng đi chung với ai cả. Bởi vì nếu các bạn đi chung với ai thì người ta sẽ bóp các bạn. Nếu các bạn không bị muốn bị bóp, các bạn hãy là người đi trước. Ow, win. Tao đây nè, tao mới đập mày xong đó, mày thấy tao chưa? Ủa, cái nó vô nào nhanh vậy? Chứ sao mày mày không thấy tao, tao mới đập cho mày thấy tao chứ. Cái đèn coi à, chưa thấy con ơi. Đây. Hey. À bên đây. Đó, ba mi nè, vô mày, vô. Vô. Đi được. Vô, trời ơi. Yeah. Vô. Ôi trời ơi, quánh lộn rồi. Yeah. Em lên được rồi. Cô lên rồi, cô lên rồi. Cô lên rồi, cô nó về rồi.
bu em vô nè, vô nè. Ủa ai thằng Quýnh không bị gì luôn hả? À bị hụt rồi. Ui đi, ôi quýnh. Cho hai thằng Quýnh hụt hết luôn. À thiệt tình vậy. Này để bảo nè. Ông cha là sao? Ô tao hẹn gì? Tao hẹn bốn mới buồn. Tao hẹn gì? Nãy giờ tao chết rồi bị nhiều quá. Rồi vô một trận đó. Trời ơi. Quỷ bảo đủ rẻ mày bóp tay chưa kia. Tao bóp gì bóp nó lại xong á khỏi lo. Đủ rẻ tao nhìn mà tao tức. Rồi đi trước đi bay ơi, mở cửa cho tao đi đi. Làm gì nôn nhà bay ai cũng xe về trước không mà. Đây nè. Rồi né ra bà con ơi, đừng đi chung với ai cả, đi chung là sẽ chết. Không phải bên này, không phải bên này. Không phải bên này luôn. Tao đã đi. Yeah. Cố lên, cố lên. Ba bay là mày đi nhiều chỗ, ba bay một chỗ thôi. Rồi rồi, ok cái này bên nào vậy? Lũ đảng mày kia. Tao thấy rõ ràng luôn á, cái thằng cái thứ gì á. Ôi, ba ba đây cái thằng đi trước kìa. Lũ đảng kia nó lỡ lần nào nó đẩy mình một cái té sắp mặt luôn. Ôi, cổng bên kia. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Nè, nè, té nè. Té, té, mình lên. Ok. Trời ơi, nó té quá, trời té luôn mà mời. Tôi chơi phe này lắm nha mấy bà. Tôi không có đánh ai hết. Yeah, trời ơi, té quá, trời tao về nhất. Tao về nhất. Trời ơi. Thằng kia nó bóp mình, bây giờ mình về nhất. Trời ơi, thấy chưa các bạn? Đây là điểm cho tội cho mình phe lay lên là mình được về nhất. Phê. Rồi đâu rồi, kia chứ côn rồi, côn với mập rồi. Côn với bao mập là nó chạy từ đầu rồi. Ồ thế à? Ơi vui thế. Không kịp rồi, thua rồi. Quên rồi bóng vậy. Quên rồi, trời ơi. Đó, cái này gọi là ơi thì gặp lạnh mà con ơi, yeah yeah. Ok. Hay lắm anh em ơi. Không phải, phải quạt ơi. Cái gì lát luôn vậy? Trời, cái đau gì vậy không lòn vậy? Đau bóp nhau nè. Ôi đau này mà ai nhảy đầu tiên là ngon á. Mà ai nhảy cuối, mà ai nhảy sau mới sợ nè. Ừ. Nhảy sau mới ngon nè. Không dám đâu. Không dám đâu, ba nhảy sau nó mất cái, ba đừng có đạp tao như kia. Ok. Mày đi ở giữa này, tao đi bên trái cho, bên phải cho. Rồi, em không nhảy đâu mấy ông, cứ nhảy đi từ từ. Hey! Trời ơi, thì tình của bé à. Sao cô bé bóp anh vậy? Ghe rồi, về chưa? Nó về luôn rồi. Cái này dễ bóp lắm. Từ từ ghe, đi từ từ ghe. Đi ra chỗ khác. Rồi, ta đi chung với thanh niên kia nữa rồi, lũ đen. Ok. Đừng có đi chung okay. Với nhau anh em ơi. Bóp nha em ơi. Ok. Rồi, tao đang về nhất, tao đang về trước, ok. Ôi, anh ấy về trước rồi, nhanh vậy. Không, thằng côn á, thằng côn mới là người đi trước kìa. Mày nghĩ đâu vậy ba mi? Không, tao đang kêu tao đang đi trước lại trên cái chỗ mà bị lủng nè. Rồi, ủa bao lâu mày về rồi hả? Ôi, bạn mày đi trước rồi. Ba mi đi trước rồi. Yeah, em về rồi. Ngon. Yeah, về rồi. Trời ơi, tao về. Ba mi về chót. Chót gì? Thằng nào luôn. Ba mi về chót. Tao bị bóp thôi, tụi bay chờ đi, tao đang về đây rồi, tao tới nơi nè. Quan trọng phải chót hay là dứt đúng không? Ủa nó tính điểm cộng luôn hay sao? Ừ nó tính ba cái cộng lại đứa nào đứng nhất là được. Ba rau mà, cái này ba rau mà, nãy giờ mình chơi. Đây là rau thứ ba nè. À mọi người đây là cái rau duy nhất mà tôi về chót luôn các bạn. Vãi nồi. Vãi nồi. Anh đang khoe. Ủa nhưng mà không tính mấy cái rau mà chết má. Ủa chứ sao tự nhiên hồi nãy tao về sao cùng kệ tao tự nhiên la làng ba mươi về chót gì vậy? Ủa tại mày nói nên người ta mới nói lại thôi chứ mày ngộ quá. Ai muốn nói rồi ta lương thiện nãy giờ. Chứ tao cũng về chót mà, tao chết mấy lần rồi. Ngộ mà đâu ai nói mày về chót đâu. Ai nói không có, tao tự nhận tao về chót luôn mà. Người ta chỉ nghe cố lên kia ơi, yeah mày về đi rồi kia. Trời đúng nhân văn luôn. À ghê. Thánh thiện ghê luôn á. Rồi bây giờ để coi thử ai sẽ là người nhận nhất. Ai
Chắc không phải mình đâu các bạn ơi. Cái này rau này rau thứ ba rồi. Rau này mình về chót, mình nghi mình không được hạng nhất đâu các bạn ơi. Em hạng nhất rồi. Ồ em hạng tư nè. Bye nồi. Em là hạng tư của anh. Em là hạng tư nha. Ngon. Tôi bỏ ta thanh niên bóp tôi nè các bạn ơi. Em là tao nhất đó. Ôi. Tao lạy luôn á, tao về trước nãy giờ luôn á. Trời ơi, tao hờn game này ghê. Rồi ok, giật lúc rồi ok các bạn, thì bốn đứa mình xin dừng video ra. Thì các bạn thích video này, nhớ lại cho bốn đứa mình một like, một share, nhớ subscribe channel của ba đứa mình. Đi dần hơn nhiều video nha các bạn, nhớ bye mọi người. Bye bye.